Đây, đây là cái ốp này, silicon chắc chắn này, bốn góc được chống sốc, gia cường chống sốc này. Hở các lỗ để sạc USB, bốn góc đều chống sốc. Còn đây là tấm dán chống vân, và khi viết vẽ nó tăng cường cảm giác như vẽ trên giấy. Phần đáy nó sẽ để hở phần này để làm gì? Để tiếp xúc với cả bàn phím khi mình hít nam châm vào, vì bàn phím của bọn này, bàn phím hít nam châm phải tháo rời ra, hít nam châm này. Phần này nó sẽ để, vì đây là phần đế của máy này, có phần chỗ tay này, đưa tay vào đây dù ốp nhưng vẫn sử dụng được chân đế, vẫn sử dụng chân đế dù là ốp. Và đây nó có một cái cao su để chúng ta cầm vào, cầm tay vào không bị trượt máy. Khi sử dụng như máy tính bảng ấy, cầm tay vào các lỗ tản nhiệt vẫn có, các nút bấm nguồn volume vẫn có. Và bên này này, chỗ để tôi gài bút cảm ứng à, các khâu tản nhiệt này, đây là chỗ gài bút cảm ứng. Đây, ví dụ như trên con này đây, đã lắp bàn phím nhé. Chỗ này nó có một cái chỗ để chúng ta đưa ngón tay vào mở bàn phím ra, vít ra nhận hàng. Ừ, đợi tí cháu ra nhận đi à. Đấy. Anh đang quay giờ. Đấy, thì tháo bàn phím ra, khi đưa vào hút nam châm bàn phím như bình thường, vẫn sử dụng bàn phím. Gập lên nó có một cái này này, giữ chặt bàn phím không bị lủng lẳng rơi, đừng rơi nữa, thành con bo như này. Phím, ốp, máy, gài bút ở bên đây.